Hôm nay ước gì anh em nghe tiếng Chúa, các người đừng cứng lòng. Hôm nay ước gì anh em nghe tiếng Chúa, các người đừng cứng lòng. Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa, tung hô người là núi đá đô chi ta. Vào trước thánh nhan dâng lời cảm tạ, cùng tung hô theo điều hán cung đàn. Hôm nay ước gì anh em nghe tiếng Chúa, các ngươi đừng cứng lòng. Hãy đến đây cúi bái phùng lạy Chúa, chắp tay quỳ thờ Chúa đấng tạo thành ta. Người chính Chúa ta tôn thờ suốt đời, còn ta đây trên người giận dữ gì. Hôm nay ước gì anh em nghe tiếng Chúa, các ngươi đừng cứng lòng. Hãy chú tâm nay nghe lời của Chúa, chớ cứng lòng từ những lúc ở mà xa. Tại Meriba tô phù cán người thử thắn ta, dẫu từng thấy việc ta làm. Hôm nay ước gì anh em nghe tiếng Chúa, các